24 anh. Đi chân lộn thôi nha. Bữa em tới 40.000 luôn á.
nhiêu ký thanh nè? Đây còn 101 anh. 101 à? Ri? Ri 101, 103. À ri là 101, 103. Ngoài bán tại chỗ thì Thanh có ship online nữa nha, tôi về các bạn gọi điện cho Thanh nếu đến không được. Dạ luôn. Em gọi. Dạ đúng rồi anh. Dạ 101 anh. À, thì anh muốn được được anh ơi, anh muốn đem cả trái cũng được, anh muốn bỏ nguyên quả cũng được, mà muốn tách ra cũng được. Dạ xách tay cũng được á. Anh xách tay mà không chỉ là diện, cứ gửi hành lý đi cho nó chắc ăn. Đứng khi nào lấy rồi tối nay hôm qua thì anh lấy mấy trái dạ. Đường vàng tới nóc đó. Đúng rồi anh đi đơn gì đâu với anh? Rồi anh đợi em một phút nha, đợi em luôn nha. Có anh đi nhờ đi. Xong rồi. Dạ. Dạ hạt lép 80% chị. Ok. Cục kia quẹt chưa? Khách quen, cái này là của chú sư thầy ở đang ở khách sạn ở trên quận nhất á, cứ đem thẳng nó gọi là cứ không được chạy qua đây. Để nó 300 mấy ký? 304. À 2,640 là 343 lấy 300 không ạ. Không. Ở
thấy Hiếu mà. Tại vì có Hiếu ở nhà mà. Nó đang ở bên bển á. Nhiều hàng không anh? Cũng như em nè. Để đi ngang qua nhìn thấy Hiếu đang cui cho 2-3 khách vậy. Ngon vậy? Ngon rồi. Muối ngon ngon không à? Cúc lên. Thử miếng không? Thử rồi, thử cho thả là thả giả đi. Cao vô cương. Thấy ok thôi. Này mà anh gọi xe đạp